Chào mừng các bạn khán giả cùng trở lại với hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Được đánh giá là đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử cổ đại, đế chế Mông Cổ là thời kỳ hoàng kim của những cuộc viễn chinh phi thường mà người Mông Cổ đã làm nên. Và thủ lĩnh của những điều phi thường ấy không ai khác chính là Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự chính trị xuất sắc trong lịch sử và cũng đồng thời là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ. Không hề che đậy khao khát đánh bại kẻ thù, xâm chiếm, cướp bóc đất đai, của cải và phụ nữ, Thành Cát Tư Hãn đương nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung của rất nhiều người sống cùng thời với ông khi đó, đặc biệt là phụ nữ. Thế nhưng kỳ lạ rằng, vị đế chế đại tài của cao nguyên Mông Cổ ấy lại hoàn toàn không bị vướng bận vào bất cứ một âm mưu ám sát nào đến từ những người phụ nữ mà ông đã từng chiếm đoạt. Mời các bạn khán giả theo dõi lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay và cùng chúng tôi giải mã những yếu tố nào đã giúp Thành Cát Tư Hãn có thể san phẳng mọi âm mưu ám sát, chuyển thù thành bạn. Trong thời kỳ các bộ lạc ở vùng thảo nguyên Bắc Trung Hoa chưa được thống nhất và lối sống vẫn là du mục, cũng như chiến đấu trên lưng ngựa để cướp bóc của cải và phụ nữ, thì việc một người phụ nữ phải làm vợ của những người đàn ông khác nhau là không khó hiểu. Chế độ hôn nhân một vợ một chồng là bất khả thi. Tuy có nhiều thê thiếp đến từ các tộc người thù địch, nhưng Thành Cát Tư Hãn lại không vướng vào bất cứ một âm mưu ám sát nào đến từ những người phụ nữ mà ông chiếm đoạt. Tại sao lại như vậy? Các nguyên do sau đây được chỉ ra. Thứ nhất, ông đối xử nhân đạo với những người phụ nữ. Trước đây, vì nhiều phụ nữ là do được cướp về làm vợ, không ai dám chắc người đó đã có thai từ trước đó hay không. Thế nên đàn ông các bộ lạc du mục ở Mông Cổ thời xưa sẽ giết đứa con đầu lòng của vợ mình nếu có, dù chỉ một chút nghi ngờ rằng đứa con đó không phải huyết thống của họ. Nhưng Thành Cát Tư Hãn lại không làm như vậy. Dù tàn bạo trên chiến trường, nhưng ông khoan dung với trường hợp con cả của người vợ mà mình cướp về được sinh ra và vẫn đối xử tốt với họ, miễn là họ trung thành với ông. Điều này có thể giúp những người phụ nữ cảm kích, không muốn làm tổn thương ông. Thứ hai, vì quân đội của ông hùng mạnh và sẵn sàng đáp trả trước mọi âm mưu thủ địch. Nhiều người phụ nữ được đem dâng cho Thành Cát Tư Hãn với mục đích chính trị. Có những bộ lạc khiếp sợ trước sức mạnh của quân đội Mông Cổ nên họ đã dâng mỹ nữ để đạt được hòa bình. Nói cách khác, vai trò của người phụ nữ được đem dâng cho Thành Cát Tư Hãn còn có ý nghĩa sống còn với một tộc người hoặc quốc gia đó. Sẽ ra sao nếu người phụ nữ được dâng tặng có âm mưu thích sát vị hoàng đế này? Chắc chắn quốc gia đó sẽ lâm vào đại họa, đứng trước nguy cơ diệt vong. Vì thế, người phụ nữ mang sứ mệnh trên sẽ không dại gì mà làm điều có hại cho quốc gia hay dân tộc của mình. Thứ ba, việc đảm bảo an toàn cho Thành Cát Tư Hãn rất nghiêm ngặt. Hậu cung của ông tuy đông nhưng không phải ai muốn cũng đều dễ dàng được gần gũi với Thành Cát Tư Hãn. Họ chỉ được gặp khi vị hoàng đế này yêu cầu và cũng phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc để đảm bảo rằng không ai có thể tạo phản. Có những người phụ nữ chỉ duy nhất một lần được hầu hạ Thành Cát Tư Hãn nên việc lên âm mưu ám sát cũng sẽ khó khăn. Thứ tư, Thành Cát Tư Hãn được nhiều người ngưỡng mộ. Với vị trí quyền lực đỉnh cao lại là người tài giỏi, Thành Cát Tư Hãn nhận không ít sự ngưỡng mộ của dân chúng. Một người mạnh mẽ như ông sẽ rất có sức hút đối với phụ nữ. Vì thế, không lấy làm lạ khi nhiều người thê thiếp của ông có cảm tình thực sự và yêu ông thật lòng. Điển hình trong số đó là nàng Dã Toại, người tộc Thiết Đan. Nàng rất yêu Thành Cát Tư Hãn, mặc dù thậm chí ông đã giết cha của nàng trước đây, nhưng Dã Toại vẫn không nung nấu ý định trả thù mà chỉ một lòng ở bên hoàng đế. Như vậy chúng ta có thể thấy có nhiều nguyên nhân để Thành Cát Tư Hãn an toàn trước những người mà về lý có thể sẽ sát hại ông nhằm trả thù. Cách Thành Cát Tư Hãn biến quân Mông Cổ thành nỗi khiếp sợ của mọi quân đội hùng mạnh. Đội quân Mông Cổ thiện chiến của Thành Cát Tư Hãn được xem là một trong những đội quân hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại, chinh phục một vùng đất rộng lớn với diện tích khoảng 23 triệu km2 ở thế kỷ 13. Ở thời điểm đó, dường như không có vương quốc hay đế chế nào có thể đánh bại đội quân Mông Cổ. Những chiến binh của Thành Cát Tư Hãn giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, đè bẹp bất cứ đối thủ nào ngáng đường họ. Vậy bằng cách nào quân Mông Cổ có thể trở nên bách chiến bách thắng như vậy?
có nhiều yếu tố góp phần tạo nên đội quân Mông Cổ thiện chiến, mà trong đó cốt lõi nhất vẫn là các cung thủ cưỡi ngựa. Quân Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn sở hữu một lượng lớn kỵ binh hạng nhẹ. Trong số các kỵ binh này có cả lực lượng cung thủ. Mỗi cung thủ được giao cho từ 4 đến 5 con ngựa để sử dụng luân phiên trong một ngày, đảm bảo lũ ngựa không bị kiệt sức khi xung trận. Nhờ cách này, quân đội Mông Cổ có thể bao quát khoảng cách lớn trong thời gian ngắn. Một lượng lớn quân Mông Cổ dễ dàng di chuyển được quãng đường dài hơn 100 km trong một ngày. Với lực lượng trinh sát tài hoa, con số này có thể tăng lên gấp 3 lần. Sự linh động trong di chuyển chưa từng có ở thế kỷ 13 giúp quân Mông Cổ nắm lợi thế cực lớn trước kẻ thù. Tuy nhiên, bằng cách nào họ có thể bao quát khoảng cách lớn và có được sự linh động tuyệt vời đến vậy? Câu trả lời nằm ở những con ngựa và người điều khiển chúng. Những con ngựa được chiến binh Mông Cổ sử dụng nhỏ và nhẹ, chúng chẳng khác gì ngựa con khi đem so sánh với ngựa của các quân đội khác ở châu Âu. Tuy nhỏ, nhưng những con ngựa Mông Cổ nhanh và có sức chịu đựng dẻo dai. Chúng có thể tồn tại trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và ăn mọi loại cỏ có sẵn. Điều này đồng nghĩa quân đội Mông Cổ có thể mang theo số lượng lớn ngựa mà không cần quá lo về việc chăm sóc. Lũ ngựa có thể tới và sống ở bất kỳ vùng đất nào chủ nhân chúng chinh phục. Thú vị hơn, một sự biến đổi khí hậu ở thế kỷ 13 được cho là góp phần vào sự thành công của kỵ binh Mông Cổ. Thời điểm đó, đợt hạn hán kéo dài được xoa dịu bằng những cơn mưa và nhiệt độ ôn hòa, không còn nóng như trước. Điều này tạo điều kiện cho cỏ ở các thảo nguyên sinh sôi nảy nở, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho hàng nghìn con ngựa của đội quân Mông Cổ đi chinh phạt. Dĩ nhiên, để tận dụng hết khả năng của một con ngựa, kỵ binh phải là một người cưỡi ngựa xuất sắc. Với các cung thủ cưỡi ngựa, yêu cầu lại càng cao hơn. Sau quá trình khổ luyện, có thể nói các cung thủ Mông Cổ là những kỵ sĩ giỏi nhất thế giới. Sẽ không quá lời khi nói rằng chiến binh Mông Cổ được sinh ra trên lưng ngựa. Với lối sống du mục, người Mông Cổ học cách cưỡi ngựa và đi săn từ khi còn rất nhỏ. Giống như ngựa của mình, người Mông Cổ khỏe mạnh và có thể sống trong những điều kiện khó khăn. Vì quá quen với cuộc sống trên lưng ngựa, chiến binh Mông Cổ không chỉ bao quát được khoảng cách lớn mà còn có thể cơ động nhanh chóng trong trận chiến. Thêm vào đó, khi xung trận, mọi thứ phải gọn nhẹ nên chiến binh Mông Cổ thường thích áo giáp bằng vải có lớp đệm thép giúp họ di chuyển nhanh và cơ động hơn. Ngoài ngựa, cung tên cũng là thứ góp phần rất lớn vào sức mạnh của đội quân của Thành Cát Tư Hãn. Cung của người Mông Cổ có thể được làm từ gỗ, xương và gân động vật. Tuy cung tên khá nhỏ, nhất là khi so sánh với cung tên dài 1,8m của Anh, song nó lại có tầm bắn và độ sát thương ghê gớm. Với tầm bắn hiệu quả gần 400m và tầm bắn chính xác khoảng 182m, cung tên của người Mông Cổ thực sự là loại vũ khí chết chóc thời đó, đặc biệt là khi chúng rơi vào tay cung thủ được đào tạo bài bản từ thuở nhỏ. Được trang bị ngựa tốt, vũ khí hay, đội quân Mông Cổ có thể thần tốc bao vây quân của đối phương, chút mưa tên xuống để triệt hạ. Về mặt chiến thuật, quân Mông Cổ được coi là bậc thầy ở khía cạnh này. Họ chủ động nghiên cứu và lựa chọn nơi giao chiến có thể tận dụng triệt để lợi thế địa hình của nơi đó, thay vì để bị dẫn dụ vào địa hình không hợp với chiến thuật tác chiến. Trong trường hợp rơi vào địa hình không phù hợp, họ sẽ rút lui hoặc vờ rút lui để dẫn dụ quân địch tới nơi phù hợp hơn với chiến thuật tác chiến rồi tiêu diệt. Điểm then chốt trong chiến thuật vượt trội của người Mông Cổ nằm ở chỗ, họ luôn sẵn sàng học hỏi cái hay của những đối thủ bị họ chinh phục. Nếu nhận thấy bất kỳ ý tưởng và chiến lược nào của đối thủ có lợi, người Mông Cổ sẽ tìm hiểu và áp dụng cho đội quân của mình. Sự bình đẳng cũng là yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của đạo quân Mông Cổ. Mỗi chiến binh đều được quyền chia sẻ chiến lợi phẩm giành được trong các trận chiến. Thậm chí, các chỉ huy cấp cao cũng được yêu cầu phải thực hiện việc mà những người hầu cận thường làm. Bất cứ ai có tài năng, làm việc và chiến đấu hết mình đều có thể được thăng chức mà không câu nệ đến xuất thân hay gia cảnh. Người Mông Cổ còn đảm bảo mọi chiến binh đều phải trung thành với Thành Cát Tư Hãn, nhất là những người thuộc các bộ lạc bị chinh phục. Họ tách những người đàn ông trong các bộ lạc này khỏi bạn bè và các thành viên khác. Những người này được đưa vào các đơn vị chung với các bộ lạc khác. Một điểm khác biệt khác của người Mông Cổ là họ cho phép những tộc người thua trận dưới tay họ giữ lại nhiều phong tục bản địa. Tất cả niềm tin, tôn giáo được giữ nguyên, không ai bị bắt phải chuyển sang tôn giáo mới.
Bằng cách này, các rào cản về văn hóa và bộ lạc được giải quyết. Các nhà nghiên cứu còn cho rằng cách tổ chức quân đội theo thập phân của Thành Cát Tư Hãn khiến đội quân của ông vô cùng cơ động. Vị chỉ huy của nhóm 1 vạn quân luôn di chuyển ở trung tâm đơn vị 1.000 quân của ông ta và đặt 9 đơn vị còn lại bao quanh ở tứ phía. Do đó, các đơn vị của Thành Cát Tư Hãn như những vòng tròn đồng tâm, biến ảo linh hoạt. Trong quân đội, kỷ luật tạo nên sức mạnh và điều này được Thành Cát Tư Hãn áp dụng triệt để cho quân đội của ông. Dù mắc các tội nhẹ nhưng án tử lúc nào cũng chờ sẵn và điều này khiến các binh sĩ trung thành không dám phạm tội. Thành công quân sự vang dội của quân Mông Cổ là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử. Thế nhưng cũng cần phải nhìn nhận rằng nếu không có các yếu tố như sự cơ động, khắc nghiệt, kỷ luật và trung thành của các kỵ sĩ, Thành Cát Tư Hãn và những người kế tục của ông cũng chưa chắc đã có được những thành tựu vang danh thiên cổ như vậy. Và thưa quý vị, một trong những nguyên tắc nổi tiếng trong chiến thuật của Thành Cát Tư Hãn, một lá át chủ bài để giúp quân Mông Cổ đại thắng, đó chính là chiến tranh tâm lý. Đây là những biện pháp đánh lạc hướng, đe dọa hoặc làm mất tinh thần của kẻ thù. Trong lịch sử đã từng có những chiến lược tinh vi để tác động đến suy nghĩ của đối thủ và kẻ kiểm soát được tâm lý của kẻ khác chính. Chiến lược thứ nhất, tiếng còi tử thần. Người Aztec có tiếng huyết sáo nghe rất đáng sợ, cái mà người ví von như là tiếng hét của 1.000 xác chết. Họ dùng chiếc còi để thổi lên những âm thanh rùng rợn đó. Ban đầu, chúng chỉ được sử dụng trong các nghi lễ cúng tế, sau đó chúng còn được sử dụng trong cả chiến tranh. Khi bắt đầu một trận chiến, âm thanh đáng sợ của những tiếng huyết này sẽ phá vỡ quyết tâm của kẻ thù. Một số chuyên gia tin rằng những tiếng còi tử thần này làm cho người nghe bước vào trạng thái hoang mang, dao động. Chiến lược thứ hai, những chiếc khiên mang linh vật của kẻ thù. Vào năm 525 trước công nguyên, trận chiến Pelusium đã đánh dấu sự thất bại quyết định của Ai Cập trước người Ba Tư. Đằng sau sự chiến thắng đó là cả một chiến thuật tuyệt vời, hiếm có do Hoàng đế Cambyses II dẫn đầu. Người Ai Cập vốn tôn thờ loài mèo và xem nó như là linh vật. Nắm được điểm yếu đó, nước Ba Tư đã vẽ cho hình mèo trên khiên của họ. Người Ai Cập tôn thờ thần mèo Ba Tét và từ chối làm hại biểu tượng thiêng liêng. Do vậy, nó là nhân tố tâm lý làm cản trở tinh thần chiến đấu của Ai Cập và từ đó dẫn đến sự thất bại. Chiến lược thứ 3, xây tháp hộp sọ. Sinh năm 1336, Thamuzelim, còn gọi là Tamerlane, là một thủ lĩnh người Uzbekistan thế kỷ 14. Mặc dù bị tê liệt nửa cơ thể, anh ta đã chinh phục Trung Á, hầu hết thế giới Hồi giáo và một phần của Ấn Độ. Tamerlane được coi là đã tạo nên một huyền thoại về chiến thuật khủng bố. Các nhà sử học ước tính rằng ông đã tàn sát 17 triệu người và khoảng 5% thế giới vào thời điểm đó. Ông ta trở nên khét tiếng vì xây dựng các tòa tháp với những hộp sọ đã phân hủy. Kỹ thuật này nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi ở bất cứ ai dám chống lại ông ta. Một số người nói rằng ông đã chặt đầu 90.000 cư dân ở Baghdad và xây dựng 120 tòa tháp bằng hộp sọ của họ. Sau khi đánh bại Delhi, Tamerlane tàn sát thành phố như một bài học cho Ấn Độ. Phải mất gần một thế kỷ để Delhi phục hồi sau sự tàn phá. Chiến lược thứ tư, thuật khủng bố của Thành Cát Tư Hãn. Khủng bố là công cụ tuyệt vời nhất của Thành Cát Tư Hãn. Trong cuộc bao vây Mơ, mỗi người lính Mông Cổ được lệnh chặt đầu 400 cư dân. Chiến thuật này cũng mang màu sắc của thủ lĩnh Tamerlane, người Uzbekistan như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, Thành Cát Tư Hãn còn một chiến thuật khác khá độc đáo, đó chính là phóng đại lực lượng của mình. Khả hãn Mông Cổ cho đặt hình nộm lên lưng ngựa và đốt lửa ngùn ngụt vào ban đêm. Khi tấn công trên mặt trận, ông luôn cho quân lính đứng xa để ngăn đối phương biết quân số thực sự của mình. Ông đã có những cuộc rút lui giả định và đối phương lui vào chuẩn bị. Khi đó, ông sẽ cho các công thủ tiêu diệt họ. Và một điều làm vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, người dân khiếp sợ đến đó chính là nguyên tắc Thành Cát Tư Hãn luôn biết về kẻ thù nhiều hơn kẻ thù của ông ta biết về người Mông Cổ. Chiến lược thứ 5, đội quân tự sát. Vua Guiyan của Yue trị vì từ năm 496 đến năm 46 trước công nguyên được coi là một ông vua cực kỳ tàn độc. Thời Xuân Thu, trong cuộc xung đột với nhà nước Gu, Guiyan đã có chiến lược chiến tranh tâm lý kỳ quái. Ông đem những tù nhân có án tử hình ra trước mặt kẻ thù và buộc họ tự tử bằng cách tự cắt cổ mình.
một số người gọi đây là đội quân cảm tử, được đào tạo để sẵn sàng chết. Chiến thuật này mang ý nghĩa thể hiện vị thế của bản thân mà bất cứ ai chống lại đều không có kết cục tốt đẹp. Dù không ai chứng minh được phương pháp này có tác dụng thật sự hay không, nhưng sau nhiều năm đấu tranh, Guiyan đã vượt qua kẻ thù của mình và thôn tính lãnh thổ của họ. Mông Cổ với dân số gần 1 triệu người đã chinh phục những quốc gia lớn hơn nó hàng trăm lần. Mông Cổ thực hiện giấc mơ bá chủ thế giới thông qua chiến thuật biến đổi linh hoạt, kết hợp sức mạnh và kỹ thuật của nhân dân các nước mà họ đánh bại. Đây chính là lối sống quen thuộc của dân du mục. Thế nhưng cuối cùng, đế quốc Mông Cổ cũng phải tan rã do cuộc tranh giành quyền lực giữa các nhà lãnh đạo. Sau đó, nó phân tán thành 4 vương quốc, lần lượt sụp đổ hoặc bị chinh phục. Tuy nhiên ngày nay, di sản của Mông Cổ vẫn tồn tại khi mà khoảng 8% đàn ông trên thế giới vẫn mang trong mình huyết thống của thành Cát Tư Hãn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Lịch sử Trung Quốc và cập nhật kênh hàng ngày để không bỏ lỡ những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về lịch sử các thời đại Trung Quốc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!